Hồ Sơn xin chào bà con ha. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đo cholesterol bằng máy đa năng Multicare được sản xuất tại Ý nha. Thì máy này nó có 3 tính năng là đo đường huyết nè, mình xài hữu e riêng, đo mỡ trong máu là hữu e riêng và đo cholesterol. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng đo cholesterol nha. Thì cô chú mình phải chọn đúng hữu e mình mới sử dụng được. Để đo cholesterol thì đầu tiên chúng ta sẽ chuẩn bị là cây bút lấy máu ha, cái máy và hữu e. Thì đi theo hữu e thì chúng ta sẽ có một cái mã code đi kèm là màu xanh lá nha. Đó, tại vì cái máy này đa năng nên là mỗi màu khác nhau để chúng ta dễ phân biệt. Đầu tiên á là chúng ta cài đặt ngày giờ trước, hoặc là cái máy này đã cài đặt sẵn rồi, cô chú anh chị mình có thể xem thêm. Mình đè giữ 3 giây để chúng ta cài đặt ngày giờ tháng năm ha. Thường thì cái máy đã cài đặt được rồi, chúng ta chỉ cần cắm cái mã code vào đây là xong rồi. Chúng ta phải chuẩn bị trước nha, tại vì nếu mà như cái que khi cắm vào là có xài hay không thì máy sau 2 phút nó cũng hiểu là que đã sử dụng rồi, nên chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng. Cây bút lấy máu nè, chúng ta nắm ở trên giữa, chúng ta xoay ra và chúng ta gắn cây kim vào ha. Gắn cây kim lấy máu vào, chúng ta lắp lại rồi chỉnh độ sâu của cây kim. Ví dụ là số 1, 2, 3, 4, 5, 6, da tay bình thường là số 3, da tay dày thì 5, 6 nó sẽ rất là sâu ha. Chúng ta kéo cò thì cái nút này nó sẽ nhảy lên, khi chúng ta để tay vào chúng ta bấm thì nó sẽ đông chích lấy máu rất là lẹ. Rồi chúng ta chuẩn bị xong rồi, chúng ta mới cắm code vào. Đầu tiên là chúng ta sẽ mở máy nè, rồi chúng ta cắm cái code màu xanh vào, nó có hình mũi tên nha. Chúng ta về lại bên ngược nè, chúng ta để mũi tên vào rồi 538. Mình sẽ tra vào đây, thấy cái trên mã code là 538 trùng với cái máy ha. Rồi, sau đó mình sẽ lấy que. Cô chú mình nhớ chuẩn bị sẵn sàng rồi hãy lấy que nha. Tại que khi cắm vào máy là nó hiểu đã xài rồi đó nha. Rồi, mình sẽ cắm vào máy. Cái này là màu trắng là bị ngược. Cô chú anh chị thấy cái màu vàng á, nhìn thấy được nè, màu xanh nè. Mình cái màu đen là quay vào máy nha, mạch điện quay vào máy. Còn cái chỗ tròn tròn là để lấy máu. Mình cắm vào. Đó. Rồi, nó sẽ chọn là nữ hay nam. N là nam nè. Rồi, chúng ta tiếp tục hỏi là A là trước khi ăn, B là sau khi ăn. Chúng ta chọn bên A. Rồi, chờ đó ha, 3 giây. Rồi, khi mà giọt máu chớp chớp mình mới lấy máu nha. Rồi, nhớ là cái hũ que mình trùng với 538, trùng với cái có trùng với hũ que mới xài được. Rồi chúng ta kéo cò. Rồi chúng ta để vào tay nè, chúng ta chích. Rồi chúng ta phải nặng một giọt máu nhiều nha, tại cái này nó cần một giọt máu lớn. Đó, một giọt máu to đó nó mới đủ, chứ nếu chúng ta ít quá là que sẽ hư. Đó, chúng ta thấy phải đủ như vậy nè. Cô chú nhớ nha, thiếu máu là hư que đấy nha. Chúng ta sẽ chờ tới 30 giây mới ra kết quả. Nó phân tích là khoảng 30 giây cô chú ha, cứ để máy chạy. Đó, cô chú mình nhớ một giọt máu lớn nha, chứ ít là hư hũ que, hư cái que đó. Rồi thì trong thời gian chờ đợi thì Hoàng Sơn cho cô chú mình xem. Trong hướng dẫn nó có ghi nè, F là nữ, N là nam, A là trước khi ăn, B là sau khi ăn. Và sau một phút sẽ ra một cái con số như thế này, 200. Rồi mình sẽ tra vào cái mã số ở trên cái hũ que nha. Rồi một điều rất là quan trọng là máu chúng ta phải lấy nhiều hơn là đo đường huyết cô chú ha. Một giọt máu to đó, mình chấm từ ngoài vào nó phải hút đầy cái này đó. Khi đo thì chúng ta nhớ đẩy cái nắp này lại nha, tại vì cái nắp này nó sẽ che ánh sáng, nó mới ra kết quả đúng được. Rồi khi xài xong chúng ta sẽ đẩy ra. Rồi khi nào chúng ta đo cái loại nào thì chúng ta cắm cái mã code vào cái đó. Rồi chúng ta vừa sử dụng xong chức năng là đo cholesterol trong máu. Cô chú mình có gì thắc mắc thì gọi điện trực tiếp cho Hoàng Sơn vào số điện thoại bên dưới. Nếu mà chúng ta đo đường huyết, đo cholesterol hoặc là đo mỡ trong máu thì chúng ta sẽ liên hệ Hoàng Sơn để mua từng hũ e riêng cho loại máy này. Cái máy này 2.200.000 được bảo hành trọn đời ha.